Ok, hello, xin chào em nhé. Chào mừng em quay trở lại với kênh Trader Fun. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm recap cho anh em những lệnh mà mình đã vào ngày hôm qua, phiên thứ hai đầu tuần. Ok anh em. Thì như hôm qua, trong buổi livestream buổi trưa 12 giờ mình có chia sẻ với anh em đó là gì? Cái xu hướng thằng M15 lúc này nó vẫn là sóng uptrend đúng không anh em? Và sau cái tin từ thứ 6 tuần trước, tin non farm ấy, thì nó ra một cây nến như này và nó bị biết qua cái đỉnh swing 2 này của M15 tiếp diễn xu hướng đúng không anh em. Thì nó sẽ lập tức là nó sẽ build một cái swing low bên dưới ở vùng này. Và như cái thời điểm qua ấy, là cái lúc phiên Á ấy, mình bảo là một là giá có thể tiếp tục nó sẽ tăng lên và nó sẽ break qua cái đỉnh mới này em này, và nó sẽ build instrument mới hiện tại ở đây. Còn trường 2 là gì? Cái lúc hiện tại lúc này nó cái instrument mới của M15 nó trùng với cả cái đáy swing low đúng không anh em? Thì mình bảo là nếu bây giờ nó sẽ pull back về, nó mitigate cái instrument này và nó quét thanh khoản cho này, và anh em có thể là xuống M1 anh em xem em đánh mua lên một nhịp được em nhá. Còn trường hợp mà gì, nếu mà bây giờ nó có phản ứng và tiếp theo sau đó nó lại phi thẳng phát xuống đóng đến qua ấy, thì có nghĩa là sẽ chốc vào chiều của M15 từ tăng thành giảm được chưa anh em? Ok, thì đấy là những cái khả năng có thể xảy ra. Và em để ý này, thì như hôm qua ấy, trong cái lúc phiên Á mình bảo là cái thời điểm mà mình làm livestream này, thì có thể là cái chốt cái đoạn này mình bảo là nó chính là một cái đoạn thanh khoản liquidity anh em nhá. Ok, và mình bảo là nếu anh em có thể là đánh một nhịp, nếu trường hợp hôm qua nên tới đây nó sweep cái đỉnh phiên Á này, em thể sell một nhịp về em nhá, và maximum là target đến cái instrument M15 bên dưới này. Còn trường hợp mà mình bảo là cái chốt qua toàn bộ chỗ này đều là liquidity thanh khoản hết ý, thì có thể là anh em đợi, có thể là về nó sweep cái thanh khoản bên dưới này thì anh em có thể là mua lên một nhịp em nhá. Và mình khuyên anh em gì, nếu mà nó sweep đây em thể mua lên cái đỉnh phiên này thôi nhá, còn em đừng có mua lên cái đỉnh cũ này em này. Tại sao? Vì cái thanh khoản rũ, tức là cái instrument hiện tại nó vẫn nằm ở bên dưới này, thì có nghĩa là gì, nó chỉ là một nhịp nó sweep liquidity và có thể nó một phản ứng về đây và sau đó lại sập xuống tiếp thì sao đúng không em? Thì cho nên là gì, đánh scalping thì em sẽ có thể lựa những nhịp sóng ngắn của nó và anh em thể ăn theo được. Ok, đồng ý không? Đấy, thì tóm lại là xem ra phản ứng theo là gì và mình có thể là enter được nhá. Còn tóm lại là thời điểm hiện tại là đừng có enter vội, đợi vào hẳn ở phiên London, và phiên London chiều qua là bắt đầu từ lúc 14 giờ em nhá, nó vào giờ mùa hè rồi. Ok anh em này. Và anh em để ý này, cái hôm qua lúc giờ giao phiên này, lúc mà 13:30 này, nó về đây nó sweep cái đáy phiên Á này. Nó sweep cái đáy phiên Á này. Em có thể là xuống M1 anh em CM một nhịp, anh em đánh anh em mua lên cái đỉnh swing phiên Á được. Em ăn, nhưng mà cái giờ giao phiên lúc ấy mình cũng vừa livestream cho anh em xong, mình cũng nghỉ trưa thì mình cũng không care, mà mình cũng không có giao dịch cái giờ giao phiên này. Anh em nhá. Ok, thì bây giờ cho đến chạy tiếp xem phản ứng tiếp theo là gì này. Em để ý này, cái đỉnh phiên Á lên đây là đóng nến qua, không phải là sweep em nhá, thì không có setup thì thôi kệ nó. Và lúc này vào phiên London rồi, lúc 14 giờ chiều nhá, bắt đầu phiên London, thì bây giờ xem giá phản ứng tiếp theo là gì này. Đó, thì em đến này, lên tới đây nó sweep cái đỉnh cũ này em này. Đó, thì lập tức nhá, lúc này là khoảng 15:15 mình có xuống M1, mình xem có setup thì mình có thể enter, mình đánh một nhịp sell counter được, xuống ăn vài R đúng không anh em? Thì xem có setup thì mình enter nhá. Và phân tích qua cái cấu trúc M1 này này, sóng M1 đang là sóng uptrend em nhá. Và sau khi nó BS qua cái đỉnh này, em nhá, nó BS qua cái đỉnh này. Đây, okay, anh em nó lên tới đây cơ em nhá. Và xuống tới đây này, nó phá qua cái đáy swing low bên dưới đây, bây giờ low bên dưới này, đây M1 này, nó confirm đảo chiều từ tăng thành giảm em nhá, đồng ý không? Thì lúc này chỗ này của chúng ta chính là chốc ở bên trên này em thấy không, và chỗ này sau khi nó đảo chiều từ tăng thành giảm thì nó build một cái instrument mới của 15 chỗ này em nhá. Ok, build một cái instrument mới của 15 chỗ này, thì sau khi cái nhịp pullback về này, nó mitigate cái instrument để confirm cái đáy swing low của M1 bên dưới này em nhá. M1 swing low bây giờ chuyển ra từ đây ra đây nhá em nhá. Ok, thì cái lúc này là lên tới đây nó sweep cái đỉnh swing 2 bên trên này, sweep bằng cái nhịp mà nó sweep cái đỉnh cũ của 15 vừa lại đấy đúng không, nó sweep này em này, thì có thể là gì, anh em có thể enter một cái lệnh ở đây sau khi nó setup nó sweep cái đỉnh swing 2 mới M15 nhá. Đấy, enter một lệnh như này, SL đặt 2 pip chẳng hạn, hoặc là anh em có đặt cao lên một tí 2 đấy, và TOS 3R chẳng hạn em nhá. Chưa anh em, còn maximum ấy, anh em phải target là gì, đến cái
Indesument bên dưới này. Ok anh em, khoảng 12R. Ở đây 2,5 bit cho nó tròn. Em nhá. Đấy thì em xem vào tiếp theo là gì này. Và em đi này, cái nhịp tiếp theo của nó là sau khi nó sweep cái đỉnh swing 2 của M1 này và về đây có thể là cái chốc của cấu trúc internal này. Chốc đào này, cái chốc này chính là cấu trúc của cấu trúc swing M1 nhá, M1 đảo chiều tứ tăng thành giảm. Được chưa? Và nhịp này chính là nhịp pullback này và đây là chốc của cấu trúc internal nhá. Thì có thể là gì? Sau khi nó chốc thì hình cái vùng flip zone chỗ này này. Đây. Em nhá. Rồi thì em xem vào giá tiếp theo này. Như bình thường nhá, em thì đặt một lệnh limit như này được. Em nhá, đặt một lệnh limit. Đặt một lệnh limit như này được. L đặt trên đây 2,5 pip chẳng hạn và target 3 ruộng, đúng không anh em? Như hôm qua ấy, mình đợi CE em nhá, đợi CE xem ra mà tiếp theo là gì. Đây, thời điểm hiện tại này, sau khi nó có setup chỗ này này, nó đến tạo đỉnh chỗ này này thì mình có enter một lệnh như này. Đây, cái vùng này. Em nhá, có nghĩa là gì? Sau khi nó CE, vùng này nó chặn lần đầu tiên, vùng này lần thứ hai, có nghĩa là cái vùng flip zone nó vẫn giữ được giá. Em nhá, đồng ý không? Mình đặt là 2,5 pip và TB là 3R 75. Em nhá, ok. Đây. Đây cái lệnh hôm qua mình quyết định sau khi mình xe tại vùng này. Mình xe vào đây nhá. Ok, còn cái lệnh bên trên này này. Cái lệnh bên trên này ấy, nó không mitigate thì thôi. Nó không khớp lệnh thì thôi, mình cancel nhá em nhá, cái lệnh đầu tiên này này. Ok, thì cancel lệnh này đi. Cho đỡ vướng. Ok anh em, đúng không? Còn trường hợp bây giờ là gì? Nếu cái trường hợp cái vùng flip zone này nó không giữ giá ấy, thì nó sẽ về cái HBI này, nhưng mà cái khả năng sẽ là thấp. Tại sao? Vì mình nói rồi, trên đây nó sweep liquidity rồi mà dưới nó chốc rồi thì nó theo cái mô hình chốc sweep liquidity thì không cần phải build investment em nhá. Em vào thẳng cái vùng flip zone này được. Thì vừa flip zone mình đã hướng dẫn hết anh em trong cái khoa học bộ 18 video trên kênh rồi đúng không? Và xuống tới cái đáy này mình quản lý lệnh này. Ok. Đây, xuống đây mình quản lý lệnh nha. Được chưa? Rồi, và cái lệnh này mình có thể gọi là risk free rồi đúng không? Rồi thì em sẽ nói tiếp theo là gì này. Thì đây, ở cái thời điểm hiện tại này, sau khi nó về nó test lại cái vùng order block này này. Cái vùng này này, nó về test lại vùng này này. Thì lúc ấy mình lại mình scale mình nhồi thêm một lệnh. Em nhá. Đây. Mình đặt bên dưới đây. SL nhá. Mình đặt ở 9425 này. L lúc này mình đặt là 3 pip. Em nhá, đặt ở bên trên này cho chắc. Em có thể đặt ở đây được. Em nhá, nhưng mà đặt ở trên cái vùng PI này cho chắc. Em nhá, 3 pip và TB 3R là 9 pip. Ok anh em, được chưa? Rồi thì anh em xem là giá phản ứng tiếp theo này. Cái lệnh này này, tại sao mình không limit tại ở cái vùng này? Tại vì ý, là ngay sau khi đóng cái nến này là mình mở một cái lệnh mắc kít luôn. Em thấy tại sao? Vì mình sợ là nó đóng nến một phát nó sập, một phát nó đi thẳng một mạch xuống luôn anh em ạ. Nó không mitigate cái vùng PI này nữa. Đây PI này nhìn trông nó khá là đẹp em nhá. Thì thôi mình mở một lệnh market là chính vì sao cái entry lại nó lại như vậy. Và em xem vào tiếp theo nhá. Và sau đó xuống cái đáy swing low này M1 này này, nó phá qua thì confirm là BUS nhá. BUS tiếp diễn của M1 đúng không anh em? Và cái lệnh này TB em nhá. Thì tóm lại là hôm qua hai cái lệnh này sau khi TB thì mình cũng up lên trên nhóm Discord cho anh em xem đúng không anh em? Ok. Rồi thì đấy là hai cái lệnh đầu tiên của phiên London và em nhìn qua lại M15 này. M15 sau khi nó sweep cái đỉnh cũ này và mình đánh một nhịp này và bên dưới đây mình nói là vùng thanh khoản trong phiên livestream mình nói hết đúng không anh em? Và em nhìn lại cái chốt đại này về đây nó sweep này. Em nhá. Nó sweep cái vùng này đúng không? Thì em nhìn lại quay lại M1 này. Nếu như theo cái quy hoạch giao dịch có thể về đây em sweep, em sẽ đánh một nhịp lên đúng không? Thì em nhìn này. Lên tới đây thì có thể là coi như là cái chỗ này có thể là coi như là cái chốc của cấu trúc internal M1 nhá. Tại sao M1 nó là chốc giảm? Cấu trúc giảm đúng không? Nó sau cái BS qua này này. Cái chỗ này là internal thì thôi bỏ qua nhá. Đây này. Bot đây này bắt đầu phá qua cái swing low bên dưới này vào. Bot lần 1, bot lần 2 này đúng không? Ok, thì em có thể đánh một nhịp buy lên được. Em nhá, đồng ý không? Thì em sẽ làm phần tiếp theo này. Đó, thì tóm lại là giá chạy một mạch và lúc đó mình TB2R thôi, mình đợi vào phiên New York buổi tối mình chơi tiếp anh nhá. Thì phiên New York là lúc 19 giờ. Thì em sẽ làm phần tiếp theo là gì này? Đây, bắt đầu vào lúc 19 giờ bắt đầu vào phiên này thì lúc đấy
mình xuống lại M1 mình xem này. Thì em đến là cái chốc của cái lúc chiều sau khi nó sweep cái vùng liquidity chỗ này này. Thì em nhìn là cái chỗ này nó vẫn lên tới hẳn trên đây nhá. Lên tới hẳn trên đây này, nó mới lấy được instrument này. Đây này. Em nhá. Ok, đồng ý không? Đấy, thì bên dưới đây này nó có một cái vùng order block này. Decision này về đây phản ứng này, nhưng mà lúc ấy nó đang giờ giao phiên giữa phiên London và phiên New York nhá, nên là lúc ấy là mình cũng không có canh được chạc, mình cũng không vào đâu anh em ạ. Và bắt đầu vào phiên New York ấy thì mình thấy bên dưới đây có một cái vùng extreme nó chưa bị mitigate này. Đây em này. Đó thì em sẽ giáo tiếp theo là gì nhá. Đây. Mình về đây này, em nhìn quay lại M5 xem cấu trúc của nó này. Đây, cái chỗ đoạn này nhá. Mình nhìn thấy lúc chiều là gì, nó sweep theo cái plan giao dịch của mình là nó sweep cái vùng liquidity này, đúng không? Mình có thể ý tưởng là mình canh một lệnh mình đánh lên và maximum target lên cái đỉnh phiên London này này. Em nhá, tại vì đỉnh phiên Á bị quét rồi, phải không anh em? Thì đây, quay lại M1 này. Thì lúc đó nhá, mình có xe tại vùng extreme PI này. Đây này. Đây. Cái vùng này. Và sau đó mình có limit một lệnh như này. Em nhá. SL đã bên dưới đây. Mình đặt là 1,5 pip. Ờ 9348 1,5 pip. Em nhá. Và mình TB là 3R. Ok nha. Đấy, thì anh em xem giá vào tiếp theo là gì nhá. SL mình đặt bên dưới đây và cái dưới cái vùng PI này. Đấy. Ok. Và cái entry thì em nhìn xem giá vào tiếp theo này. Đấy, nó về nó khớp này. Mình không đặt ở đây nhá, mình đặt đây cho nó mình biết là kiểu gì, kiểu một nhịp nó về nó mít cái vùng giữa này, tức là mình dùng fibo. Mình chia đôi, mình chẻ đôi cái này ra mà, mình đặt cao lên một tí em nhá. Em hiểu cái ý tưởng đặt entry như thế. Ba xem giá vào tiếp theo này. Sau đó giá sập một phát thẳng xuống luôn. Thì tôi coi như cái lệnh này mình mất 1R tại cái vùng nó chốc, nó sweep initiation chỗ này này. Và sau đó sập thẳng xuống. Thì thôi, đấy là cái ý tưởng là hôm qua sau khi cái plan giao dịch nó kích hoạt chỗ này, nó sweep chỗ này và mình đợi chốc một mình mua lên và sau đó phi thẳng xuống. Thì thôi, đấy là cái xác suất sau khi nó xảy ra, hai thang phim nó phát ra, đúng không anh em? Thì cái SL thì mình phải chịu. Đấy, thì em để ý này, sau khi thua cái lệnh này thì mình nghĩ trong đầu là gì, thôi ngày hôm nay mình vào hai cái lệnh này thì mình win hai lệnh và thua một lệnh thì có nên là được 5R em nhá. Thì tóm lại là gì, như nếu mà theo cái kế hoạch hôm qua nó về được sweep instrument này để confirm được swing high mới bên trên này này, chuyển dịch lên đây này, thì có thể là ngay sau khi nó sweep, em nhìn này, nó sweep này, này. Đó, thì đúng cái kế hoạch lúc đầu video mà, nhưng trong cái buổi livestream hôm qua đúng không, mình bảo là về đây em phải xuống một MCE, đúng không? MCA này, MCA xem giá. Nếu mà chốc lúc này thì đang ở trên đây nhá, chốc M1 này, chốc up. Tại sao M1 đang là giảm mà, đúng không? Về nó sweep cái đáy swing low của M5 thì mình canh mua lên, đúng không? Và sau khi nó sweep xuống phía dưới thì em nhìn này, chỗ này nó sweep dâu liên tục nhá, chưa đóng đến qua đâu. Sweep này, được chưa? Rồi, lại sweep phát nữa này, em thấy sweep thanh khoản liên tục không? Đó, và cái lúc này chốc nó ở đâu, nó đang ở trên đây này em này, được chưa, đồng ý không? Thì túm lại quay lại M5 em check một tí nữa nhá. Đây, M15 nó vẫn quét dâu qua, tức là gì, nó vẫn cái vùng swing low này, cái vùng instrument này vẫn giữ giá nhá. Thì bây giờ em xuống M1 này, em xem nào, tiếp theo là gì này, em nhìn này, M1 nó sau khi nó chốc cái cây nến này, nó chốc này, đây bắt lại cây nến này một chút cho anh em xem này. Chốc này gọi là chốc sweep thì không cần không cần liquidity, đúng không? Thì anh em có thể limit một lệnh như này ở đây được em nhá, nhưng qua mình sợ mít lệnh ý, thì mình lại limit một lệnh chỗ này em nhá, bị đặt cao lên đây một tí, SL đặt bên dưới đây. Nhưng mà cái lệnh này này, mình nói luôn này, cái lệnh này ý, là cái lệnh là mình nhìn thấy rồi nhưng mình không vào. Tại sao mình vừa, như mình vừa nói là hôm qua mình vào ba cái lệnh, coi như là ba lệnh là gọi là đủ cái lệnh giao dịch trong một ngày của mình rồi, mình không muốn vào nhiều nữa. Tại vì gần đây á, mình có thể là coi như là mình đánh, anh em có thể nhìn mấy nhật ký giao dịch của mình đánh có thể là nó hơi không hơi gọi là hơi bạt mạng một tí anh em nhá, hơi bạt mạng một tí, cho nên là gì, hôm qua quyết định là mình nghỉ sau khi thua cái lệnh này em nhá. Còn cái lệnh này này, mình nhìn thấy chỗ này có setup rồi,
em nhá, nhưng mà mình không vào. Em hiểu không? Cái chỗ này 6 pip này, có thể target 3R lên được. Hoặc anh em thậm chí anh có thể target lên cái đỉnh swing 2 bên trên này cũng được. Nhưng mà anh scalping khuyên anh em cứ 3, 5R thoải mái. Tại vì sao? Vì cái swing 2 của 1 nó ở trên đây này. Bây giờ 2 này. Và chỗ này nó sẽ là BUS này. Đấy, mà 1 nó đang là downtrend thì cứ kệ nó, xem giá phản ứng tiếp theo này. Giá sau khi sweep nó đi một mạch nhá. Em nhá. Đó, đồng ý không? Nhưng mà em kệ nó thôi. Em nhìn này, nó chốc đúng không? Và sau đó lên tới đây này. Nó build một cái decimal chỗ này thì càng tốt. Đồng ý không? Đó, và sau đó tiếp theo là gì? Giá nó phá, nó sập một phát thẳng về đây luôn này. Em này, thấy không? Và nhiều anh em đặt đây cũng được. Anh em, và em nhìn này, cái vùng order block bên dưới này. Thấy không? Cái vùng này này, giá vừa hay nó khớp, vừa zin cái lệnh này của anh em. Nếu em đặt limit cái vùng order block bên dưới này cũng vẫn đẹp. Em nhá. Đây, SL thì vẫn đặt bên dưới đây. Khoảng 1 pip. Và target có thể là tùy anh em 3R, 5R, 7R em nhá. 5R thì lên cái đỉnh này em quản lý lệnh này. Đúng không? Là 6R. Em nhá, thì cái lệnh này 3R chẳng hạn, nếu anh em đặt ở đây thì tùy anh em nhá. Và xem vào giá phản ứng tiếp theo là gì ạ. Đấy, lên tới đây em này, nếu mà đặt ở cái vùng order block, cái vùng refinement này này, vừa hay vừa zin luôn. Giá sweep chốc, không cần instrument nhưng mà có instrument này càng tốt. Em thấy không? Và sau đó giá phi lên em TB lên tới đây 6R này, mà target lên tới đây maximum là gì? Được 8,5R, và lệnh này 3R. Thoải mái TB, thoải mái target. Đúng anh em? Đồng ý không? Này. Đấy, thì đấy là hai cái lệnh em khi đánh scalping sau khi nó sweep cái đáy M15 cái đáy swing low trùng instrument ngày hôm qua chỗ này này. Có setup ở đây em thì enter được. Em nhá. Đấy thì túm lại là gì? Là ngày hôm qua ấy mình vào hai lệnh này phiên London lúc chiều, và đầu phiên Mỹ, đầu phiên New York mình bị mất 1R chỗ này. Thì tóm lại được 5R, và hôm qua ngày hôm qua vào ba lệnh. Em nhá. Và cái thời điểm hiện tại là ở đây. Để này, cái vùng này nó phản ứng một chút và sau nó sập xuống, nó chốc. Nó tạo chốc chỗ này này. Chốc đào. Em nhá. Thì M15 confirm đảo chiều từ tăng thành giảm. Được chưa anh em? Thì đấy, thì cái vấn đề là gì? Là theo cái quy trình giao dịch là về đây nó có quét thanh khoản, thì anh em cứ việc là anh em số 1 em xe thôi, đánh scalping vài R cho này ăn thoải mái, đúng không? Mình không kỳ vọng anh em phải target hẳn lên cái đỉnh này đâu. Em nhá. Vì làm sao? Vì vẫn phải tìm cái khả năng là theo cái plan là có thể nó chốc M15 chỗ này. Hôm qua trong cái phiên live stream thì nó hết anh em đúng không? Nó đồng lên qua là chốc. Còn về đây nó phản ứng là việc của nó, và nó có giữ được giá hay không lại là một việc khác. Em đồng ý với mình không? Đấy, thì việc của anh em là gì? Về đây em có thể đánh 3 hoặc 5R, hoặc thậm chí như cái lệnh nhỏ nhỏ này. Anh em một phát anh em ăn 7-8R còn thoải mái này. Đây 8,5R, vừa zin vừa hay nó điều chỉnh về. Em thấy không? Hoặc cái lệnh này em chỉ cần ăn 3R là ngon lành rồi, đúng không? Đúng không? Thì cái việc của anh em là cứ bám theo cái 2 time frame, và khi nó đúng kế hoạch giao dịch của anh em thì anh em chuyển thôi, không vấn đề gì cả. Còn tóm lại là gì? Cái việc của mình là hôm qua sau khi cái phiên London mình vào 2 lệnh này rồi. Phiên này mình mất 1 lệnh. Thì là vào 3 lệnh thì một ngày mình vào 2-3 lệnh thôi, còn đâu ít khi mình vào đến lệnh thứ 4 hoặc lệnh thứ 5 lắm. Thỉnh thoảng nhiều lúc mà nó có thể là hứng, tức là tóm lại là mình như mình chia sẻ anh em là nhiều lúc mình vẫn là con người, không phải là một cái máy anh em nhá. Nhiều lúc mình vẫn phải có một cái chút gì đấy, cái tình cảm, tức là cái tâm lý, cái cảm xúc ấy nó bị chen vào, thì thành ra nhiều lúc là nó bị kiểu nó bị cuốn theo cái nhịp giao dịch em nhá. Là gì? Có thể là em xem những cái là những cái video trước của mình, là có thể một ngày các cái lệnh mình TB trước rồi ấy, mình tâm lý nó thoải mái, thì những cái phiên sau ấy mình có thể là enter nó khá là thoải mái hơn so với là ấy, đúng không? Còn như bình thường nhá, ví dụ phiên trước mà mình SL ấy, thì có thể là mình nghỉ luôn, mình không có kiểu vào theo kiểu là để gỡ lại đâu anh em ạ. Nhá, chẳng hạn như phiên London mình thua là nghỉ, phiên New York mà thua thì cũng nghỉ thôi. Đấy, là thế. Có đâu chẳng hạn mà phiên London mà thắng thì phiên New York mà thắng thì lại có thể vào thêm một lệnh nữa, còn thua thì thôi lại nghỉ. Không nên gì cả. Đấy, thì ngày mình khuyên anh em là gì? Ngày đánh khoảng tầm 1-2 lệnh hoặc 2-3 lệnh thôi là được. Thắng nghỉ, thua cũng nghỉ, không vấn đề gì cả. Đừng có ham hố nhiều quá em nhá, đừng có overtrade. Đấy nhá, thì anh em cứ xem tất tần tật những cái nhật ký giao dịch của mình, em có thể biết, em có thể nhìn thấy những cái quá trình mình giao dịch nó như nào. Ok, rồi thì cái video recap lệnh nó cũng đến đây thôi, và tới đây là cái thời điểm hiện tại. Phiên chiều nay thì có gì mình sẽ, tối nay em nhớ là có tin CPI thì em phải nhớ là ra vào hợp lý nhá, tin CPI, tin lạm phát của đồng đô la Mỹ. Ok, và cái
kết quả giao dịch mình sẽ để đây cho anh em xem. Ok nhá. Rồi thì video đến đây mình cũng xin kết thúc. Và anh em nhớ là like video giúp mình. Và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhá. Ok. Bye bye anh em nhá.